Cô xin chào các em, đến với tiết học địa lý 6 ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài 19, khí áp và gió trên trái đất. Nội dung của bài học ngày hôm nay sẽ gồm nội dung của bài 18 và bài 19 kết hợp lại với nhau và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phần sau đây. 1. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí. 2. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí. 3. Khí áp, các đai khí áp trên trái đất. Và 4. Gió và các hoàn lưu khí quyển. Nội dung đầu tiên cô và các em cùng tìm hiểu là nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí. Như các em đã biết, mặt trời chính là nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho trái đất. Khi các tia bức xạ mặt trời đi qua lớp khí quyển, chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lên. Mặt đất sẽ hấp thụ lượng nhiệt của mặt trời, rồi bức xạ ngược trở lại vào trong không khí. Lúc này, không khí mới bắt đầu nóng lên, và độ nóng lạnh đó ta gọi chính là nhiệt độ của không khí. Vậy, khi chúng ta muốn đo nhiệt độ không khí, chúng ta sẽ dùng dụng cụ gì để đo? Khi đo nhiệt độ không khí, chúng ta sẽ dùng nhiệt kế để đo. Và sau đây là hình ảnh một số loại nhiệt kế thông dụng. Ở các trạm khí tượng, người ta thường đo nhiệt độ không khí mỗi ngày ít nhất 4 lần vào lúc 1 giờ sáng, 7 giờ sáng, 13 giờ và 19 giờ. Sau đó, người ta sẽ tính nhiệt độ trung bình ngày. Và khi đo nhiệt độ không khí, người ta sẽ để nhiệt kế trong móng râm và cách mặt đất 2 mét. Đây là hình lều khí tượng. Nhiệt kế sẽ được đặt trong lều khí tượng và cách mặt đất 2 mét. Vậy tại sao khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong móng râm và cách mặt đất 2 mét? Người ta làm như vậy để đo được nhiệt độ thật của không khí, vì nếu để nhiệt kế dưới ánh nắng mặt trời thì nhiệt độ đo được không phải là nhiệt độ của không khí mà đó chính là nhiệt độ của tia bức xạ mặt trời. Và lý do thứ hai là nếu để nhiệt kế sát mặt đất thì nhiệt độ đo được là nhiệt độ của bề mặt đất. Nên chính vì vậy, muốn đo được nhiệt độ thật của không khí, người ta phải để nhiệt kế trong móng râm và cách mặt đất 2 mét. Và sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em công thức tính nhiệt độ trung bình ngày tháng năm của một địa phương. Để tính nhiệt độ trung bình ngày, sẽ bằng tổng nhiệt độ số lần đo chia cho số lần đo. Nhiệt độ trung bình tháng bằng tổng nhiệt độ trung bình các ngày trong tháng chia cho số ngày trong tháng. Nhiệt độ trung bình năm bằng tổng nhiệt độ trung bình các tháng trong năm và chia cho số tháng trong năm. Sau đây, cô và các em cùng làm bài tập tính nhiệt độ trung bình ở Hà Nội. Đề bài, giả sử một ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 1 giờ được 20 độ C, lúc 7 giờ được 24 độ C, lúc 13 giờ được 28 độ C và lúc 19 giờ được 24 độ C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu và em hãy nêu cách tính. Các em sử dụng công thức tính nhiệt độ trung bình ngày bằng tổng nhiệt độ số lần đo chia cho số lần đo. Các em sẽ lấy nhiệt độ của 4 lần đo cộng lại và chia cho 4. Và kết quả ra được sẽ là 24 độ C. Vậy, nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó ở Hà Nội là 24 độ C. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về sự thay đổi nhiệt độ của không khí. Theo em, nhiệt độ không khí thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nhiệt độ không khí thay đổi phụ thuộc vào 3 yếu tố. 1. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển. 2. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao. Và cuối cùng, nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ địa lý. Sự tăng giảm nhiệt độ của mặt nước và mặt đất rất khác nhau. Các loại đất, đá trong đất liền mau nóng nhưng cũng mau nguội. Còn nước thì nóng chậm hơn nhưng cũng lâu nguội hơn.
Vì vậy, vào mùa hạ, mặt đất tỏa nhiệt và trong không khí nhiều hơn nước ở ngoài biển. Chính vì vậy, vào mùa hạ, trong đất liền, nhiệt độ cao hơn, còn ở vùng biển, nhiệt độ thấp hơn. Nhưng đến mùa đông thì ngược lại. Trong đất liền có nhiệt độ thấp hơn và vùng biển có nhiệt độ cao hơn. Vì vậy, vào mùa hạ, người ta rất thích du lịch đến những vùng biển vì có khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Hai nhỏ, nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao. Quan sát hình sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao, ta thấy được nhiệt độ chênh lệch giữa điểm A và điểm B là 6 độ C. Từ đây chúng ta biết được nhiệt độ không khí có sự thay đổi theo độ cao. Và nguyên nhân của sự thay đổi này là do lớp không khí ở dưới thấp chứa nhiều bụi và hơi nước nên hấp thụ được nhiều nhiệt hơn lớp không khí loãng ở trên cao. Chính vì thế, càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm. Và trung bình, lên cao 100m, nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Vì vậy, ở những vùng núi có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên đẹp và thu hút nhiều khách du lịch đến đây. Và đây là Đà Lạt và Sa Pa, hai điểm du lịch ở vùng núi nổi tiếng của nước ta. Nhìn vào hình, các em có thể thấy được rằng cảnh quan ở hai địa điểm du lịch này rất là đẹp. Ngoài ra, khí hậu ở đây cũng rất là mát mẻ, trong lành. Nên chính vì vậy, nhiều người dân rất thích đến đây để nghỉ dưỡng. Tiếp theo, ba nhỏ, nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ. Quan sát hình, em hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ xích đạo về cực. Nhiệt độ có sự giảm dần từ xích đạo về cực. Ở xích đạo, nhiệt độ là 25 độ C, nhưng khi về đến cực thì chỉ còn có 0 độ C. Nguyên nhân là do ở vùng xích đạo, quanh năm mặt đất nhận được nhiều nhiệt, không khí trên mặt đất cũng nóng. Càng lên gần cực, mặt đất nhận được ít nhiệt hơn, không khí trên mặt đất cũng nóng ít hơn. Và như vậy, không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao. Và đây là một số hình ảnh về vùng cực. Do nhiệt độ thấp quanh năm nên ở vùng cực có tuyết rơi quanh năm và mặt đất quanh năm bị băng bao phủ. Và tiếp theo, cô và các em cùng tìm hiểu phần 4, khí áp, các đai khí áp trên trái đất. Một nhỏ, khí áp là gì? Cô ví dụ, phần màu xanh lá cây là bề mặt trái đất và phần màu xanh dương ở phía trên là lớp không khí hay còn gọi là khí quyển bao quanh trái đất của chúng ta. Và chiều dày của lớp khí quyển này lên tới trên 60.000 km và khoảng 90% không khí tập trung ở độ cao 16 km sát mặt đất. Vậy theo em, không khí có trọng lượng hay không? Không khí tuy nhẹ nhưng vẫn có trọng lượng. Và vì khí quyển rất dày nên trọng lượng của nó cũng tạo ra một sức ép lớn lên bề mặt trái đất. Và sức ép đó ta gọi đó là khí áp. Vậy khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt trái đất. Dụng cụ đo khí áp là khí áp kế và đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân. Có hai loại khí áp, một đó là khí áp kế bằng kim loại, hai đó là khí áp kế bằng thủy ngân. Và đây là hình ảnh của hai loại khí áp. Hai nhỏ, các đai khí áp trên bề mặt trái đất. Quan sát hình các đai khí áp trên trái đất, em hãy cho biết trên bề mặt trái đất có những khu khí áp nào. Và qua hình chúng ta thấy được trên bề mặt trái đất có khu khí áp cao và khu khí áp thấp. Vậy, em có nhận xét gì về sự phân bố các vành đai khí áp trên bề mặt trái đất? Nhìn hình chúng ta thấy được rằng khí áp được phân bố trên trái đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về cực. Quan sát hình ta thấy các đai khí áp trên trái đất không được phân bố liên tục mà lại bị chia ra thành các khu khí áp riêng biệt.
Nguyên nhân chủ yếu là do sự phân bố, xen kẽ giữa lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất. Vậy, nguyên nhân hình thành các khu khí áp cao và áp thấp trên trái đất là gì? Áp cao được ký hiệu bởi dấu cộng, hình thành ở những nơi có nhiệt độ không khí thấp. Áp thấp ký hiệu bằng dấu trừ, hình thành ở những nơi có nhiệt độ không khí cao. Quan sát hình các đai khí áp trên trái đất, em hãy cho biết các đai áp thấp và đai áp cao phân bố ở những vĩ độ nào. Qua hình chúng ta thấy được rằng các đai áp cao phân bố ở 30 độ Bắc, 30 độ Nam, ở 90 độ Bắc và 90 độ Nam. Các đai áp thấp phân bố ở 0 độ, 60 độ Bắc và 60 độ Nam. Và cuối cùng, cô và các em cùng tìm hiểu về gió và các hoàn lưu khí quyển. Trên trái đất, không khí luôn chuyển động từ nơi có khí áp cao về nơi khí áp thấp, và sự chuyển động của không khí sinh ra gió. Và trên bề mặt trái đất, sự chuyển động của không khí giữa các đai khí áp cao và thấp tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn, và ta gọi đó là hoàn lưu khí quyển. Và bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về các loại gió chính trên trái đất. Quan sát hình các loại gió chính trên trái đất và các hoàn lưu khí quyển, em hãy kể tên các loại gió trên trái đất. Qua hình, chúng ta thấy được trên trái đất có 3 loại gió chính. Trước tiên đó là gió tính phong. Loại gió thứ hai đó là gió tây ôn đới. Và thứ ba là gió đông cực. Và sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về phạm vi hoạt động của từng loại gió. Trên hình, chúng ta thấy được rằng gió tính phong thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ Bắc và 30 độ Nam, hay còn gọi là áp cao chí tuyến, về vĩ độ thấp 0 độ, hay còn gọi là áp thấp xích đạo. Tương tự, gió tây ôn đới thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ Bắc và 30 độ Nam, về khoảng vĩ độ 60 độ Bắc và 60 độ Nam. Và cuối cùng, gió đông cực thổi từ khoảng vĩ độ 90 độ Bắc và 90 độ Nam về khoảng vĩ độ 60 độ Bắc và 60 độ Nam. Vậy, chúng ta phải nhớ được rằng gió là sự chuyển động của không khí từ áp cao về áp thấp. Và đây là bảng phạm vi hoạt động của 3 loại gió: tính phong, tây ôn đới và gió đông cực. Các em cùng quan sát lại. Bài học của chúng ta đến đây đã hết, và sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em nhớ chép bài đầy đủ vào tập. Hướng dẫn ở nhà. Các em nhớ ghi bài vào tập và chuẩn bị trước bài 20, hơi nước trong không khí, mưa.